Chào cả nhà, chào mọi người. Mình xin giới thiệu mọi người đến ba coi đo Mỹ. Đo Mỹ nó là một cái dòng hàng Thái nha mọi người. Hôm nay nhà vườn mình xin phép bán cái giá rất là mềm để cho mọi người sưu tầm lá giống này. Hai cái chậu to hai bên, đây một chậu, hai chậu 150.000 chậu. Chậu chính giữa 100k nha, chỉ có ba chậu đo Mỹ. Anh chị em nào mua hàng thì gọi tới số điện thoại 0935 175 478. Nhà vườn mình sẽ lên đơn và gửi coi cho mọi người. Đo Mỹ hôm nay chỉ có 3 chậu này, 2 chậu hai bên. Đo Mỹ thì cái nguồn gốc của nó là hàng Thái. Đó, thì nó coi mô là rất là nhiều. Chẳng phải cái coi hàng Việt Nam đâu, coi đo Mỹ nó là coi hàng Thái. Chậu chính giữa là 150, chậu chính giữa là 100, hai chậu hai bên là 150 nha.